Nước múc nước mương này nó lóng vàng lên xài hả? Trong trong xíu mà là lúc còn mình uống là mình nước mưa luôn, rồi lại vô cái thùng hứng mưa chạy đó, rồi mình để vô thùng hứng đó. Gạo ta cho rồi con, hai gạo cũ đó. Dạ, ta xin cho xin ta cho cái gạo ta cho. Mình lấy cái miếng bạc này mình dần lên đó hả? Dạ, cho ở đây đây nè, chảy như tạt như đấy cho bên kia. Ở đây tạt cái này là cô dần ở đây. Ờ, à, hết một lâm ra vậy chắc hết thì không có ngủ được, không sao không được. Tôi cũng nghèo khổ rồi, nhờ cái chú mấy anh chú gì đó giúp đỡ làm dần khổ quá à. Một chỗ nhà rồi bệnh hoạn thì uống thuốc nữa. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì được sự hướng dẫn của những người dân, và Bùi Hồ phải loại những con đường mòn như thế này để mà vào thăm nhận một cái hoàn cảnh hai mẹ con sống trong ngôi nhà mục nát của cô bác quý anh chị. Đây, có những chó ghê quá. Phải băng qua những cái nơi như thế này. Đường sình nghe nói là sống ở giữa đồng luôn, phải có người dân ở đây dẫn đi thì mình mới biết được. Đây. Ôi này giống như ở trong đồng sâu rồi. Dạ, ở còn xa đó hả anh? Ôi ôi, đã xài nước đó là giống như hai bên đó là ruộng đó. Dạ, tại nước nước ruộng nó vô ha. Nước mưa người ta đem vô ruộng đó. Dạ. Mùa này có nước chứ gặp mùa nắng rồi sao có nước ta? Cái điện đài sao ta? Điện thì câu nhờ bên nhà chồng á, mà chồng chết lâu rồi. Đây bằng đêm không dám vô luôn. Mà dạ, đi rồi là không biết đường ra luôn. Dạ hả chị? Phải gửi xe. Nãy mình phải gửi xe đằng kia. Cái hoàn cảnh của cô này mà không có anh với chị đâu không dẫn đi sao biết đường vô? Em hỏi anh đi lần đầu em không. À lúc trước mình đi phát quà hả chị? Ừ đúng rồi. Mình vô tận trong này luôn. Đi xong rồi đi không có đường đi ra. Ai nói đi xong không có đường đi ra. Ôi ôi. Nó qua bên đó nữa. Mã không. Ồ, giống như là lạc vào cái nơi này là không có thành thị gì luôn á. Nhà nào chị? Nhà này hả? Ồ, mát ha. Ở đây là né Covid là ngon lành rồi. Cô này là ở giữa đồng luôn á. Trời ơi trời, dọc cái mái nhà nè. Ơi mái nhà nè. Ở đây là ngủ, đây là buổi trưa ra đây nằm chơi cho mát thôi. Dạ con chào cô. Chào chị. Dạ. Nhà cô là có mấy người? Hai thằng trai với nhỏ này, gái bốn người. Tôi nó bốn người, tại nó ở riêng mảnh có nhà riêng. Dạ, cho con đeo này vô ha. À. Cái này là cả miếng thu âm. Cô ngồi đây đi, cũng được nữa. Sáng mình ăn cơm gì cô? Sáng ăn với cá khô khô. Cho con kho xem được không? Dạ, vô. Dạ.
với lại nấu cháo hay vậy con? Cháo à, vô thấy nấu cháo miếng à. Dạ. Trời ơi, nhà mình sống giữa đồng biệt lập vậy luôn hả? Vậy đó. Tôi sống hiện nay ở trong nhà là còn lại ba người. À, là chị này với lại em đó. Mà nó có chồng anh bỏ nó rồi về lên đây chơi giỡn gì chơi thôi chồng rồi. Rồi nó đi học đó rồi lâu lâu qua ngoại chơi vậy đó. Hàng ngày là cô làm cái công việc gì? À, đánh dây nè, mua gạo á. Đánh dây gì cô? Đang lục bình đó hả? Đang lục bình. Đang lục bình. Dạ, người ta cho mà chúng nắng thì đấy mà anh em cù lùi ha. Ta chúng mưa đó. Dạ. Cù lùi ha. Mỗi ngày thì mình đang được bao nhiêu tiền hả cô? Đánh ngày có hai mẹ con đánh chừng 3 kg mà bán cộng có 9 ngàn à. 9 ngàn cộng. À, mình đang cái dây đó đó hả? Đúng, mé đường luôn đó. 9 ngàn một cộng dài bao nhiêu mét? 25 mét là mình đang thời gian bao lâu ta? Lâu lắm, không biết nhiêu nó nói dài dòng. Một ngày không? Hả? Chắc ngày 3 ký. Mà đánh cắt thời gian ra hết 1 tiếng thôi. Chị ra đây ngồi với đánh chứ đâu có ấy hả? À. Bán 9 ngàn là vừa vốn vừa lời á. Là mỗi một ngày là thu nhập của cô với lại chị là làm thẳng thét mà không nghỉ luôn, trừ cái thời gian ăn ra thì được bao nhiêu tiền? Sạch khoảng nhiêu tiền hai con ha? Tiền xong rồi 40 ngàn. À. Cô năm nay là 68. Bệnh hoạn tùm lum chân thôi, không có tiền mua lên máu tiểu đường bị ghẻ sóc tùm lum, đầu cổ tùm lum hết cái đầu nè. Ồ, bị lâu lắm đó, không có tiền, không có thuốc, không có uống, có đánh dây nhiêu có tiền mua. Dạ. Mình ở ngôi nhà này được bao lâu rồi con? Cũng năm bảy gì rồi. 7 năm. 7 năm. Dạ 7 năm. Ôi sao khóc nữa rồi. Cô có gì cô nói đi con nghe nè. Dạ, nó nói không được. Không nói không nổi. Đồ ăn rau củ, đồ đi sinh đó. Cái rau củ, đồ sinh, mấy cái đồ già của người ta là không. Gạo ta cho rồi con, hả? Gạo củ đó. Dạ, ta cho. Sinh, kho, sinh. Ta cho. Cái gạo ta cho hết trơn. Ta cho hết luôn hả? Được, không đâu có đi chợ được cái gì ăn muối gần cái nửa tháng này ăn muối cục không khó không chứ không có nước mắm ăn nữa, không đi chợ được cái ăn muối cục kho không à, cục kho quậy kho với cá hai mẹ con ăn gì đâm muối ớt đã làm canh vậy đó, không nước mắm, đâm muối ớt làm canh luôn, đâm ra mình chấm nước canh á. Dạ. Muối á làm chấm ra mình ăn có nước mắm. Trời, không có nước mắm luôn, không ăn muối không mà kho muối ăn đâu à. Người ta mới cho, mới sinh gì người ta cho hôm qua. Dạ. Nhưng mà giảm sách gì à. Chú đâu con? Ông chết rồi đó, 38 tuổi rồi, ở tới giờ luôn. Là chờ chú mất lúc mất đó rồi. là cô đã có 12 tuổi à. 12 tuổi còn bé đó. À, là con của chị ha. Thôi chậm đó, thôi chờ. Là con của cô là đã có gia đình hết rồi. Có một thằng thứ ba nó có gia đình nhưng mà gì không được chú ơi. Ở bên ngoài khổ rồi gì không được, khóc hoài trển. Còn chú gầu, chú ngủ không được nữa. Thấy tội nghiệp quá, không biết sao nó gì được. Kẹt trển nó con nhỏ nữa, sữa không uống nữa, thâm lâm trển á. Mà không biết cách nào mà nó về được, tội nghiệp quá. Chị không nổi rồi khóc hoài rồi bệnh hoạn nó chú ơi. Ở nhà mình sử dụng điện nước như thế nào? Hứng nước mưa rồi nấu cơm rồi lóng khoèn ở dưới sông rồi chứ đâu có nước xài đâu, không có cây nước hay con? Không, không có hứng nước mưa. Nước mưa đâu, còn nước ở tại đây vậy đó. Trong lóng khoèn lên xài nước bạn. Múc nước mương này nó lóng khoèn lên xài hả? Xài. Trong trong cái xíu mà là lúc nước múc lên đây nóng này xài. Còn mình uống là mình nước mưa luôn, rồi mình vô cái thùng hứng mưa chạy đó, rồi mình để vô thùng nó uống đó. Còn nước ở dưới này là mình lấy lên mình nấu nướng ở dưới này luôn. Dạ. Đóng phèn lên á. Đóng phèn anh xài. Đây đây cái thùng này đấy hả? Dạ. Dạ. Nhà tắm. Còn đây là nhà tắm của mình. Dạ. Còn việc mà mình đi vệ sinh thì sao? Bên kia
đi nhờ bên kia kìa, cầu cá bên kia, cầu cá bên nội nó bánh á. Chị là thứ mấy? Dạ Út. Thứ Út. Dạ. Còn người thứ hai, thứ ba? Dạ anh hai mới nhà riêng bên đó. À. Mình ảnh với người thứ ba bên đó. Có riêng cho nên. Đất của mình là đất đậu hay là đất nhà cô? Mua đi làm được, đi làm dịch dụm được đó, bà cô bán được 2 triệu rồi mua cấp nền nhà này ở. Ngày tối ngủ vậy mưa tạt dữ không con? Tạt tùm lum hết trơn, mưa là hai mẹ con ngồi trong nóc ngủ không có được. Tạt bên đây là trống rỗng chân đâu ngủ được đâu. Ngồi trơn à. Mưa cái hai mẹ con giái niệm Phật cho đừng gió nhiều sợ sập rồi không có nhà ở, giái hoài vậy đó. Trời mưa là chỉ biết niệm Phật thôi. Dạ niệm Phật giái cho đừng có gió mạnh sập nhà. Cô nói căn nhà của mình là bao nhiêu năm rồi? Dạ 7 năm. 7 năm. Dạ, trước đây thì mình ở đâu? Dạ, trước hả? Ba còn sống thì ở bên kia. Dạ. Mà sáng xong em đi làm, rồi em mới thôi chồng. Em đi làm mới dành dụm tiền lại á. Rồi em mới mua được nền nhà. À. Nền nhà này là mình mua luôn. Dạ. Rồi em mua luôn. Rồi sao mình không ở bên đó nữa mà mình lại ở bên đây? Tại em mua đất quen kia. À. Tại vì em mua tại anh mẹ anh ở kia đi tư hết trơn rồi, không ở chung được. Ở chung được. Không ở chung được ha. Dạ. Rồi mấy anh rồi làm có phụ tiền cô rồi không? Không, nó mà cũng đủ, nó sao không sống đủ nữa, đâu có dư đâu cho bên đây được đó. Của ai mới kiếm ăn à? Đánh dây thôi, tự sống rồi. Hai mẹ con đánh dây là tự sống luôn? Dạ, tự sống mua gạo, mua đồ ăn thôi. Dịch này thì nhà nước có hỗ trợ mình gì không? Dạ, có gạo. Dạ. Gạo cũng lâu, chứ đâu có làm, ở tháng đó. Đồ ăn là đa số mình cho. Dạ. Còn điện này là, dạ. Điện này là ở đâu cô? Dạ. Hả? Em chuyển đỡ nhà anh hai. Chuyển nhà anh hai ha. Chuyển điện người ta tháng cũng như ấy đó. Cũng như 100 mấy đó. Dạ. Cái bếp của mình là đặt hồi trước gì luôn đây à? Dạ. Trời ơi. Không có nhà ra nữa. Không có bếp ra luôn. Ngồi ở đây là gió, là gió à. Lộng tư bề luôn á. Nãy coi cô ăn cháo cái gì đó hả? Không có bếp ra mà. Cá mồi. Có củi luôn. Cá mồi. Cá mồi. Cháo ăn cơm khô. Dạ. Cháo ăn khô khô. Trời ơi. Là hiện nay là nhà mình là chị này ở đây với cô luôn. Dạ. Ở lâu lắm 7 năm. Về tới nhờ thôi mà... chồng 7 năm luôn. Dạ. Chị hàng ngày trước đây thì chị làm công việc gì hay chị đánh dây với không, như ba? Đánh dây không? Dạ, đánh dây với bữa trước nhà. Cơm nướng gì. Khi đi chặt lục bình thì chặt tiếp mẹ đó, anh con đi chặt tự chặt. Tự chặt lục bình, tự đan luôn là bán chỉ có 9 ngàn. Tôi cho, vừa chặt được thôi. Rồi đánh, kiếm tiền. Trời ơi. Có thì ta cho, còn có rồi. Cô tên gì? Cô tên Cam. Cam hả? Cô Cam. Rồi bé đó, con của chị có đi học không? Dạ, có học lớp 5. Học lớp 5. Rồi học online thì sao? Thì nó học ké người ta không ạ? Nó điện thoại nó học không được. Học ké người ta hả? Dạ, học ở chung với bạn á, xuống nhà ta học. Vậy hả? Dạ. Cho em hỏi bé được không? Bé này ở bên nội hả? Bên nội. Không có lâu lâu qua đây chơi. Con lâu lâu qua đây chơi hả? Đẹp gái quá chừng luôn kìa. Con học lớp mấy rồi? Lớp 5. Lớp 5. Hôm nay con có học không? Có. Có hả? Trời ơi. Cô có thể cho con vô tham quan trong nhà mình được không? Bật đèn lên được không cô? Bật được. Dạ. Là tối mình ngủ ở đâu cô? Ngủ đây, nằm đây nè, nhỏ nằm trong kia. Tối mình nằm ở đây luôn hả? Dạ, mẹ ăn ngủ mình trước. Là mình chỗ này tạt quá nên mình lấy cái miếng bạc này mình dừng lên đó hả? Dạ, vô, ở nè, đây nè, chảy như tạt như đây chơi, rồi bên kia tạt. À, mấy tạt cái này là cô dừng ở đây. Ờ, nhét tùm lum ra vậy chứ không nhét thì không có ngủ được, chứ không xong. Không lộn có tạt đi, không được. Ồ, ồ. Đây mình thờ phượng ở đây ha. Là mình đánh một cuộn dây vậy là 25 ngàn hả? Ủa là 9 ngàn? Có 9 ngàn luôn bạc hả? 9 ngàn 25 mét. Ừ. Là mình tự lục bình, mình tự đánh luôn. Dạ, đánh luôn vậy á. Bây giờ... Là mình phơi, mình phơi, mình cắt phơi, dài, mình phơi. Phơi. Cắt. Ờ, rồi mới đánh. Thì sau đó mình đánh. Dạ. Ừ. Rồi. Người ta không có vô mấy bữa nay, người ta không có mua, nó còn một đống nè. Là mình đưa cuộn gì đưa 9 ngàn, 10 cuộn thì được 90 ngàn. Mà một cuộn gì rất là lâu chứ. Lâu lắm, ngồi trời ơi. 3 giờ là gì thức dậy đánh rồi. Đâu có ngủ được đâu. Thức dậy nó dậy sớm lắm mới có dây. Chứ đâu có sáng thấy đâu. Dạ. Lâu lắm cùng dây chồng dạ. Thân luôn.
Ôi ôi, cái này mà mưa gió sập một cái ha. Này, tại vì ở trên này các cây này đều là tạm bợ hết rồi. Chạy trên ba cái tre, người ta cho nguyên bụi tre non èo mà chú ơi, còn cắt nó không èo mà. Này gió lớn là có thể tóc máy. Dạ. Chỗ này là ai ngủ cô? Bé này ngủ nè, nội gái ngủ. À. Ở dưới này là không có, không có tiền lót gạch mưa dột ướt vậy đó hả? Dạ. Nhà mấy cái tấm con kìa. Trời nắng nước á, ít bữa nó ngập từ đây tới trước lúc ngập luôn. Ở dưới nhà này luôn. Ngập luôn rồi bắt cây lót đi dài trong đó ngủ dài ra ngoài đó luôn, ngập cho không có chỗ nào mà trống hết trơn. Tại vậy á, bữa là lúc hết trơn. Dài bữa là ngập cái nền nhà này luôn, mình lót cây mình đi thôi. Ờ. Lót cây đi hà, ngập hết trơn hà. Trời ơi trời. Đấy. Nhà của cô á, không tất cả cô bác quý anh chị thấy là không có cái gì quý giá ngoài hai cái chổng này để mà tối có thể ngủ trên này. Nhắc tới là cô khóc à. Cô có khó khăn gì cô có thể nói với con cũng như là cho cộng đồng có thể góp sức với gia đình của mình. Dạ. Cô gì cô nói đi cô. Cô cũng nghèo khổ rồi giờ. Cái chú mấy anh chú gì đó, giúp đỡ lên dần khổ quá à. Không có chỗ nhà rồi bệnh hoạn tiền uống thuốc nữa. Này tận cùng của nỗi khổ luôn à. Khổ miễn ai nó thấy vậy cái ai vô cái tôi khóc chịu không có nổi, tại vì mình khổ quá không có con đường nào mà mình lấy cho chú ơi, khổ hoài vậy đó. Ngủ không được khóc hoài, nhớ tới gạo thóc không có ăn, rồi gia đình con làm trên chển nữa, rồi ngủ không được, khóc thức sớm lắm. Chị khóc luôn kìa. Chị không phải nổi. Chị năm nay là bao nhiêu rồi? Dạ, năm nay. Sao chị không tìm cái công việc gì khác, làm công ty hay gì đó? Không biết chữ rồi. Không biết chữ hả? Đi làm chợ phố, mà bán hủ tiếu á. Bán hủ tiếu cho ta. Dạ. Vì không biết chữ nên mình không có vô công ty được. Dạ. Từ trước này mấy con thành phố làm á, hiện 2 người có đáng nó 6 triệu à. Ra đây đi chị với cô. Là cô bác quý anh chị nè, thấy ở trên mấy cái máy này nè. Con này là tạm bợ hết à. Cô nấu nướng là cô nấu bếp củi hả? Bếp củi không à. Bếp củi đằng đó ha. Củi dính cửa chị nấu. Dạ. Rồi ngồi đi cô. Cô có ước muốn gì không? Muốn có nhà ở được chứ dột mưa khổ quá, không có chỗ ngủ, còn đêm ngủ không được chứ mưa bão là khóc hoài à chú ơi. Ngủ không có được. Mưa bão khóc hoài rồi, mình vô đây thấy chạnh lòng thẹn nước thì phải sử dụng nước này. Nấu thì nấu củi, mỗi ngày thì thu nhập là hai mẹ con là khoảng chừng 40.000 ha. Khoảng chừng 40.000 đồng để chi phí cho hai người lớn như thế này. Điện thì người xài ké. Còn gạo thì người ta hỗ trợ, người ta cho. Cho được nhiêu cho. Còn không cho thì mình phải mua. Ở đây có khoan cây nước được không ta? Cô. Không biết không gần như thế này. Đây nhìn nhà cô nè, cái bếp nó cái kệ để đồ ăn với cô. Với lại kệ súng chén nè. Nước này là mình múc ở dưới mương lên đó hả? Hôm nay nước mưa nấu cơm đó hả? Nước thấy nước đục lắm. Sơn ít bữa thu quắc hả? Sình lên. Bây giờ mùa mưa tới là mình hứng nước mưa thôi. Mưa xài. Chứ không có mua, không có tiền đâu, mua nước uống thì uống nước mưa đỡ. Dạ. Còn mấy thì lóng phèn cái mình nấu nước rồi mình uống hả? Để nước này nước kia trà hay là nước lá dứa gì đó mình để ở đây mà nửa đêm mà cướp điện thì sao ha? Thì chịu thôi, có hù nữa. Có đâu có đèn bọng gì đốt đâu hả cô? Không có đèn nữa. Làm nó hai mấy con ngủ rồi trong tới sáng rồi thôi, chứ đâu có đèn đâu mà đốt. Dạ. Không có đèn gì. Nên mơ ước của cô với lại chị bây giờ là có một cái căn nhà cho nó kính mưa kính nắng là được rồi. Dạ. Dạ. Mừng nó chứ không có gì chứ. Rồi nghe chị Hương ở đây giới thiệu thì mới qua thông qua con mới biết được. Dạ, đến đây thì mới thấy được cái khó khăn của mình. Chị muốn lưng chồng luôn kìa. Đó, con khóc nữa.
Cái bệnh của cô ở trên đầu của cô là bệnh gì? Bệnh nấm da đầu hả? Ấy đầu nấm đầu rồi bị ghẻ, mẩm mới lành ghẻ hai một nhọt hai bên, bé nặng xì bồ cùi rồi. Trời ơi. Nhất ngủ không được luôn đó đó. Nhất ngủ không được. Kim thử không biết cái cùi nó ra. Sao rồi. Mình không có đi khám hả cô? Nhỏ hết bụng này tới bụng cái không, không có tiền đâu đi. Thì không có đi khám được, nó dưới như là bệnh này mình không dám đi. Đi sợ anh ta ấy nữa. Rồi ra tiệm gì uống không à? Với bút cây chó đẻ về thì cây chó đẻ gội đầu, tại vì lên trên cái điện thoại người ta chỉ cái gội đầu cái chó đẻ rồi. Chứ không có gội sờ bông được, sờ bông bị nữa. Hồi còn nhỏ bị hồi 30 tuổi tới bây giờ lâu lắm rồi. Dạ. Yeah. Rồi không phải. Hôm nay thì con đến thăm gia đình của mình đó. Thì con cũng không biết nói gì hơn về cái hoàn cảnh của cô. Thì con hôm nay đến đây quay để có thể là có mạnh thường quân chung tay giúp cho cô có một cái ngôi nhà mới, để có thể tránh mưa tránh nắng được, để cho cô có những cái giấc ngủ ngon để cô làm việc. Con khóc nữa. Cô hôm nay thì con thay mặt cho chú Định là Việt Kiều Mỹ gửi cho cô 1 triệu ha. Cái này là chú Định là Việt Kiều Mỹ gửi cho gia đình mình 1 triệu để mà trước mắt là gửi cho gia đình mình 1 triệu để mà mình xây sở trong cuộc sống ha. Đây, cái này con gửi cho cô cái bóng đèn nè. Này là của chú Kevin Trần gửi cho cô. Để mà cô tối cô thắp đèn, đó là đèn năng lượng mặt trời, mình không có cần sạc điện gì hết á. Lấy ra đi để con có thể hướng dẫn cho cô sử dụng để cô biết tối có thể treo lên được. Mình chỉ hết điện thì hết pin thì mình chỉ cần đem ra mình sạc thôi. Người có thể là con sẽ quay trở lại trong cái hoàn cảnh của mình trong cái thời gian sớm nhất. À, gạch lôi ra luôn đi chị. À. Cái này sạc pin. Dạ, cái này năng lượng mặt trời. Dạ, sạc này nó có năng lượng trời đây nè. Nên thành nở thử ra là không mua pin. Rồi. Cái này mình gạch lên vậy là nó sáng. Ha. À, tối cái mình để cho nó sáng cúp điện, phòng ngừa mình cúp điện á. À, đẩy xuống là nó tắt à. Rồi ở dưới này thì mình có đi đâu á thì mình bấm một cái như là nó sáng à, thành đèn pin. À. Ha. À. Hết pin này cái mình đem ra mình sạc. À, mình dạy này vô. Ở trong đây có thể sạc điện thoại được á. Mình găm vô đây là mình sạc điện thoại được nè. Chỗ này nó có chui để mình sạc điện thoại. Ha. Rồi gửi cho gia đình của mình luôn. Để mình phòng ngừa nhập khi mình cúp điện á. Thôi cô đừng có khóc nữa nha. Tại thấy cái tủ sốt hoài à. Thôi cô đừng có khóc nữa. Cô cười lên đời nó mới vui được. Thôi con xin phép cô với lại chị với con ghé thăm gia đình mình xong thôi con về nha. Hôm nào thì con sẽ xuống trở lại với gia đình của mình. Đường đi vô đây không có chị Hương dắt là không có đi được. Dạ thôi con chào cô ha. Con mương này là cô Cam phải sử dụng cái nước của con mương này nè để mà sinh hoạt cho gia đình. Rồi khổ. Lần đầu tiên mà mới thấy cảnh mà vất vả vậy luôn á. Thảm thương thiệt luôn. Trời ơi. Cô bác anh chị từng mình con lắm rồi.